ý truyền giáo. Bí tích hòa giải. Xin cho các tín hữu biết siêng năng đã nhận bí tích hòa giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Lạy Cha, con giang tay đón chào ngày mới hôm nay trong tâm tình cảm tạ lòng thương xót của Cha, Đấng đang nâng đỡ chúng con từng ngày bằng tình yêu của Người. Xin cho chúng con biết lấy tình thương Cha đã ban làm lễ sống yêu thương, nhân từ và bác ái. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Trong tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng con cảm nếm lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm cách yêu thương mọi người xung quanh, đang cùng nhau sống và làm việc. Con xin dành ra đôi phút để nhớ đến những người đã luôn yêu thương con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Con dành ra đôi phút để nhìn lại những gì đã xảy ra trong hôm nay. Con tỏ lòng biết ơn về những lời cảm ơn con nhận được, và chân thành suy ngẫm về những điều phiền phức đã xảy ra trong hôm nay. Trong tháng này, con được mời gọi suy ngẫm về bí tích hòa giải, để nhờ đó con sống bí tích ấy với tinh thần đổi mới sâu xa, và cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu thành Nazareth chính là đấng mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ vào những lời, những cử chỉ và toàn bộ cuộc hiện sinh của Ngài. Xin cho con biết tìm kiếm lời Chúa trong trái tim mình và sống theo gương mẫu của Chúa. Để đáp lại tình yêu của Chúa, con tiếp tục ngày sống hôm nay. Con tìm một nơi yên tĩnh để khép lại ngày hôm nay. Nhìn sâu vào trong bản thân mình, con biết ơn về những điều mình đã trải qua hôm nay. Con giữ trong tim mình điều gì? Con nghĩ đến ai? Điều gì đã choáng lấy tâm trí của con, mong muốn của con và thời gian rảnh của con trong hôm nay? Liệu rằng tình yêu con dành cho Thiên Chúa và anh chị em xung quanh có thúc đẩy con, hay sự ích kỷ đã ghì con lại? Con xin ghi nhận lại những điều mình khám phá được và dâng hết thảy lên Thiên Chúa tình yêu, Đấng đổi mới mọi sự. Ngày mai con có thể làm điều gì khác biệt hơn không? Xin Cha ban ơn trợ giúp xuống trên con. Con xin quyết tâm an năn thống hối lãnh nhận bí tích hòa giải. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.